Kinh hãi cảnh tượng cặp đôi tác động hội đồng một cô gái, hất nước sôi vào mặt vì mâu thuẫn nợ nần. Người dùng mạng xã hội không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng quá kinh hãi. Một cặp nam nữ đã liên tục tác động vật lý một cô gái, đổ cả nước sôi từ đầu xuống khiến cô bỏng nặng. Những sự việc mâu thuẫn, đấu tố hay vạch mặt nhau trên mạng xã hội luôn là chủ đề hot và được dân mạng quan tâm. Không ít những bài viết, clip được netizen đăng tải, thu hút được lượng lớn người chia sẻ và lan truyền chóng mặt. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội thì những câu chuyện này càng trở nên hot và phủ sóng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nhiều người cũng không khuyến khích hành động này, nhất là cách xử lý bằng vũ lực, động chạm tay chân, xỉ vả người khác rồi đăng lên mạng xã hội. Việc làm này được xem là có phần thô lỗ, kém văn hóa, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của một con người. Thậm chí nếu quá nghiêm trọng thì còn có thể động vào đến vi phạm pháp luật. Mới đây nhất, mạng xã hội đã vô cùng xôn xao, chia sẻ và lan truyền một cách rộng rãi đoạn clip được ghi lại tại một quán karaoke. Cảnh tượng kinh hãi khiến người xem ai cũng phải rợn người, đồng thời là bày tỏ sự căm phẫn, nhận định sự thiếu tính người, quá thô bạo của người gây ra. Theo đó, trên các hội nhóm và nền tảng mạng xã hội những ngày qua, netizen Việt đã đặc biệt chú ý đến câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc. Sự việc nghiêm trọng đến mức khiến thông tin lan truyền nhanh chóng, không chỉ ở quốc gia này mà lan rộng đến cả Việt Nam. Toàn bộ tình tiết được ghi lại qua một đoạn clip với nội dung vô cùng rợn người, mâu thuẫn giữa cặp đôi nam nữ và một cô gái trẻ. Theo như nội dung được dân mạng truyền tải, được biết hai bên xảy ra mâu thuẫn vì liên quan đến việc tranh chấp nợ nần. Vì không thể giải quyết bằng phương thức hòa bình nên vụ ẩu đả từ đó mà xảy ra. Nơi diễn ra sự việc theo như đoạn video là tại một quán karaoke. Điều đáng nói là việc tác động vật lý hội đồng cô gái nạn nhân trong video, một việc làm vô cùng nhẫn tâm và thiếu tính người. Cặp nam nữ trong clip đã vô cùng thô bạo, liên tục giật tóc, nắm đầu và tác động túi bụi vào người cô gái trẻ kia. Cả hai thay phiên nhau dùng sức của mình để đụng chạm cô gái, khiến cô xảy ra thương tích không hề ít. Trước sự dùng dập của cặp đôi, cô gái trẻ này cũng có sự phản kháng, chống cự và có thái độ đáp trả lại người nữ. Tuy nhiên, vì yếu sức nên cô cũng không thể làm gì được nhiều hơn. Đỉnh điểm của câu chuyện là hành động vô cùng man rợ khi người nữ kia đã thẳng tay cầm cả một nồi nước đang sôi, đổ thẳng lên đầu nạn nhân từ trên xuống dưới, hất cả vào mặt cô gái trẻ kia. Hành động trên khiến người xem ai nấy cũng đều phải rợn da gà, bởi không ai nghĩ cô ta có thể hành xử một cách thiếu chuẩn mực như kia. Việc đổ nước sôi lên đầu như cũng đã làm một bên mặt của nạn nhân bị bỏng nặng, hủy hoại toàn bộ nhan sắc. Ai nhìn vào cũng xót xa. Cạnh đó là căm phẫn cặp đôi nam nữ nhẫn tâm kia. Dù đầu đuôi câu chuyện trong vụ mâu thuẫn như thế nào vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên hành vi tác động vật lý, đổ cả nước sôi vào người cô gái như kia là việc làm không thể chấp nhận được. Nhiều người cũng thẳng mặt để lại những lời nhận định, ném đá không thương tiếc cặp nam nữ thô lỗ trên. Xem mà hãi hùng, không nghĩ con người với nhau mà lại đối xử như vậy. Dù chị kia có sai đi chăng nữa thì cũng không được tác động họ. Việc này cần phải được cơ quan pháp luật vào cuộc. Cần xử mạnh tay những con người man rợ này, quá gây nguy hiểm cho xã hội. Hiện sự việc vẫn đang được chia sẻ và lan truyền rộng rãi, dân mạng Trung Quốc cũng đang đồng loạt phẫn nộ, mong muốn cơ quan chức năng tại quốc gia này nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho nạn nhân và trừng phạt thích đáng những kẻ nhẫn tâm gây ra câu chuyện.